Em Thi Mai xin kính chào tất cả các bác yêu mến Hoa Lan trên toàn quốc ạ. Cái này Thi Mai lên cho các bác mình mã đai châu Thái đủ màu, nhiều màu sắc, hoa thơm đẹp, cây thuần bảng như thế này, bảng gỗ như thế này các bác nhìn nhá. Đấy, một bảng thì có khoảng 2 cây như thế này. Đấy, các bác nhà mình nhá, đẹp lắm. Về mình cứ thế mình treo như này các bác này, cái treo này có móc nhá. Hoặc các bác ghép lên nên cây sống này, hoặc các bác ghép lên gỗ lũa thì rất là đẹp nhá. Ghép gỗ lũa hai cây bảng như này rất là đẹp các bác này. Đấy. Ít nữa cây nó lớn thôi là mình để một cây lên thẳng, một cây lên đổ nhá. Ít nữa lớn mình sẽ để theo chiều nắng, một cây mình áp cho nó thẳng, một cây các bác để đổ nó ra, muốn đổ thì các bác một cây mình để thẳng vào các bác, một cây mình để đổ. Muốn đổ thì các bác hãy chèn một cái miếng xốp ở đây. Thế là cây nó sẽ nghiêng dần ra và nó sẽ đổ, nó hướng đổ rất là đẹp các bác nhé. Đấy. Đấy thì một bảng hai cây như thế này. Thì mai bán cho các bác mình là 190 một bảng hai cây nhá. Ship mọi miền Tổ quốc. Đấy và ship nhanh các bác mình nhá, đủ màu sắc hết. Đấy đủ màu sắc hết. Đấy cam này, hồng cánh sen này. Đấy, đỏ này, đỏ thì nó có đỏ đốm này, đỏ bò sữa này, đỏ tươi này. Đấy đỏ tím này các bác này. Đấy rất đẹp, tím hay còn gọi là tím ngọc trai nữa nhá, đen ngọc trai đấy. Đấy đủ màu. Đủ màu các bác nhá, một bảng hai cây là 190k một bảng. Và khi cô chú anh chị nhà mình mua từ 5 bảng nhá, 5 bảng thì Thanh Mai miễn phí ship vận chuyển. Còn các bác mua từ 1 bảng, 2 bảng, 3, 4 bảng gì đấy, phí ship Thanh Mai nhận các bác chỉ có 20k thôi, 20k cho một đơn hàng. Thanh Mai chỉ tính tiền thùng thôi nhá. Cho nên là những cây Thanh Mai bán như thế này là chuẩn giá, cây đẹp các bác nhá. Cây đẹp đang nụ. Đây, các bác nhá, đang nụ hết rồi. Hầu như cây nào cũng có nụ các bác nhá. Để xem nào. Cũng có cây không có đấy các bác ạ, nhưng mà ít, thường những cây lá mít là không có thôi. Còn đa phần là có rồi các bác nhá, đầy nụ này. Đấy. Nụ đây các bác này, nụ đây. Đấy. Để có nụ hết rồi các bác mình nhá. Đây, nụ đây các bác này, nụ dài này. Đấy đa phần thì là nụ hết rồi các bác nhá. Đấy. Đấy, những cái năm đầu thì các bác nhà mình không cần thiết là nó phải đủ hoa, đủ nụ đều đâu các bác nhà mình nhá. Đấy hoặc là không phải cần thiết là nó phải nở chuẩn Tết hay là không đâu, vì cây theo vận chuyển thì nó ảnh hưởng, nó sẽ trột hoa. Đấy hoa nó sẽ không đều, nó không nở đúng dịp Tết ấy. Đấy thì các bác thuần vườn ổn định đi, sang năm các bác sẽ có những cây châu nở hoa chuẩn Tết nhé. Số điện thoại mua hàng là 0372 094 157. Các bác điện trực tiếp cho Thanh Mai ship mọi miền Tổ quốc các bác nhé. Cây khỏe đẹp các bác nhé. Đây các bác nhìn cái bộ rễ này, ôm chắc chắn như thế này. Cây khỏe đẹp như thế này. Đấy các bác nhà mình về ốp nhá, ốp ngửa cái mặt này vào cây sống. Đấy cây nhãn, cây vải, cây vạn tuế, cây xoài, cây mít, cây gì cũng được các bác nhé. Mình ốp vào. Đấy, ốp vào. Nó sẽ ăn bám vào cây thì cây nó sẽ nhanh khỏe hơn. Đấy nhanh lớn hơn là khi các bác trồng, các bác chăm. Bác trồng chăm thì nó không bằng mình ghép kiểu ăn bám như thế nhá. Đấy và các bác có thể ghép vào lũa rất là đẹp này, ốp như này nhá, ốp theo những cái tác phẩm của mình. Đấy như những cái ảnh mẫu mà Thanh Mai để trên ấy, các bác có thể áp dụng theo cái cách đấy để làm đẹp lắm. Đấy, cây khỏe đẹp các nhá, có móc đây, các bác cứ thế treo. Xin kính chào và hẹn gặp lại ạ.